Chào các bạn, rất vui là được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong bản tin bóng đá trưa ngày hôm nay 13 tháng 3. Quý vị và các bạn cũng có thể đăng ký kênh, sau đó bật nút chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất trên kênh. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe bản tin trưa ngày hôm nay. Các bạn thân mến, qua 4 vòng đấu tại V-League 2022, những cái tên được Thầy Park triệu tập lên đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho hai trận đấu cuối tại vòng loại thứ 3 World Cup gặp Nhật Bản và Oman đều đã thể hiện tốt. Văn Đức và Tiến Linh ở những vòng đấu trước đó đã thể hiện một màn trình diễn tương đối sáng sủa và giúp cho đội bóng của mình có được kết quả tốt trước đối thủ. Tiếp sau đó là ở vòng đấu thứ 3, khi Công Phượng đã tỏa sáng với cú đúp trong trận hòa 2 đều trước Viettel. Và mới đây nhất thì Thầy Park lại đón nhận thêm một tin vui nữa, đó là trường hợp của Tuấn Hải của Hà Nội FC trong trận đấu ngày hôm qua. Mặc dù Hà Nội FC không có đạt thắng lợi khi hòa 0-0 với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên thì màn trình diễn của Tuấn Hải chắc chắn là sẽ khiến cho Thầy Park cảm thấy yên lòng. Bởi những khó khăn từ Covid-19, Hà Nội FC đã phải đến vòng 4 mới có trận ra quân tại V-League năm nay. Ở trận này thì Hà Nội FC sử dụng nhiều tân binh ngay từ đầu và cái tên của Hà Nội FC được nhắc đến nhiều nhất sau trận đấu này chính là tiền đạo Tuấn Hải. Hình ảnh chung xuyên suốt 90 phút ở trận đấu này của Tuấn Hải đó là sự năng nổ và quyết liệt trong từng pha bóng. Tân binh của Hà Nội là người có nhiều cơ hội ghi bàn nhất trong trận đấu với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu đội khách không có sự xuất sắc của thủ môn Tiến Dũng ở phút thứ 22 thì Tuấn Hải đã có bàn thắng đầu tiên cho mình ở V-League và cho cả câu lạc bộ Hà Nội tại V-League 2022. Ngoài ra thì Tuấn Hải còn có hai cơ hội khác ngon ăn đến từ những pha bóng bổng. Khả năng chọn điểm rơi của Tuấn Hải là rất tốt, nên dù thất thế về chiều cao so với trung vệ Đình Khương bên phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng anh vẫn giành chiến thắng trong các pha tranh chấp tay đôi. Một điểm nổi bật nữa trong màn trình diễn chói sáng của Tuấn Hải ở trận gặp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh là anh luôn xuất hiện ở những điểm nóng. Dù bóng chủ đích hướng đến Tuấn Hải hoặc là không đến anh thì cầu thủ này luôn bằng cách nào đó tham gia vào tình huống bóng. Điển hình là pha bóng lập bập trước khung thành của thủ môn Tiến Dũng khi trung vệ Đình Khương suýt chút nữa đã phản lưới nhà do cố gắng trả bóng về bằng ngực. Tuấn Hải như từ dưới đất chui lên đã lao vào và dứt điểm bồi. Tiếc rằng là pha xử lý ở cự ly hẹp đã không biến thành bàn thắng cho anh. Tuấn Hải trong trận đấu vừa qua với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chơi hơi đơn độc trên hàng công. Sự liên lạc giữa anh cùng với Salesi hay Zech là chưa thực sự hiệu quả. Những cầu thủ này chưa tìm thấy nhau cũng như là chưa thể bắt nhịp với nhau. Phía dưới của câu lạc bộ Hà Nội cũng không có một chân truyền tốt, một người làm bóng chất lượng. Quang Hải thì như đã biết là chưa hề thi đấu. Thành Lương, Văn Quyết thì đều ngồi dự bị. Hùng Dũng đã thi đấu trở lại nhưng anh cũng chỉ vào sân từ hiệp 2. Sau khi Văn Kiên nhận thẻ đỏ, Hùng Dũng cũng không thể dâng cao để hỗ trợ tấn công và vì thế mà Tuấn Hải chỉ có thể tạo ra sóng gió bởi những nỗ lực cá nhân của mình. Nhưng đây thực sự là màn trình diễn đáng khen ngợi của anh. Tuấn Hải vừa qua cũng cho thấy nhiều hy vọng và tín hiệu tích cực. Để những điều này trở thành kết quả có lợi cho Hà Nội thì Tuấn Hải vẫn cần có thêm sự hỗ trợ từ đồng đội. Sự bổ sung Tuấn Hải của Hà Nội FC ở mùa giải này thực sự là giúp họ gia tăng nhiều sức mạnh trên hàng công. Và khi Hà Nội có đầy đủ lực lượng thì việc họ tìm lại phong độ đỉnh cao có lẽ chỉ là điều một sớm một chiều. Và màn trình diễn của Tuấn Hải cũng có thể khiến cho huấn luyện viên Park Hang-seo phần nào đó thở phào nhẹ nhõm khi những trận đấu tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 đang cận kề. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 14 tháng 3 để chuẩn bị cho hai trận cuối tại vòng loại World Cup gặp Oman và Nhật Bản. Chúng ta sẽ bước vào buổi tập đầu tiên vào ngày 15 tháng 3 trên sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Sau chiến tích lịch sử giành 3 điểm đầu tiên thắng Trung Quốc 3-1, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục đặt mục tiêu là có thêm những điểm số tại vòng loại cuối cùng World Cup, dù cho hai đối thủ còn lại của chúng ta được đánh giá cực cao là Oman và Nhật Bản. So với Nhật Bản thì Oman là đối thủ được xem là dễ chơi hơn cho đội tuyển Việt Nam. Bằng chứng là việc mới đây trang Footy Ranking đánh giá cơ hội có điểm của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trước đại diện Tây Á Oman lên đến 57%, 42% giành chiến thắng, 13% hòa. Cửa thua của Oman của tuyển Việt Nam được Footy Ranking đánh giá chỉ là 43%. Trong khi đó thì trang thống kê này lại cho rằng Việt Nam dường như là rất khó để có điểm trước Nhật Bản khi đánh giá cửa thua của chúng ta lên đến 95%. Nguyên nhân có lẽ đến từ việc Nhật Bản đang rất quyết tâm để sớm có vé dự World Cup. Hiện tại thì như đã biết là họ đã đứng thứ hai bảng B và chỉ hơn đội thứ ba Úc vỏn vẹn là 3 điểm. Các bạn thân mến, chuyển sang một thông tin khác. Trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản, nhiều người đã đầu cơ vé trận đấu này khi giá vé tăng gấp 3 lần. Trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trên sân của tuyển Nhật Bản thu hút sự quan tâm lớn từ kiều bào sinh sống tại đất nước mặt trời mọc.
Chúng ta sẽ có chuyến làm khách trên sân Saitama của tuyển Nhật tại trận đấu cuối tại vòng loại thứ 3 World Cup vào ngày 29 tháng 3. Đây là trận đấu có ý nghĩa lớn không chỉ với người hâm mộ Nhật Bản mà còn vô cùng đặc biệt với kiều bào của ta tại Việt Nam, đặc biệt là khu vực Kanto bao gồm Tokyo và các tỉnh lân cận, vốn có đông người Việt Nam sinh sống và làm việc ở đây. Ngay từ khi vé được mở bán ngày 5 tháng 3 thì kiều bào ta tại đây đã háo hức đi tìm mua qua cổng vé trực tuyến của Liên đoàn bóng đá Nhật Bản GFA hoặc là qua các kênh phân phối khác như các cửa hàng tiện lợi. Tuy nhiên thì nắm bắt được tâm lý mong muốn được chứng kiến đội tuyển Việt Nam thi đấu của người hâm mộ, tình trạng gom vé và đầu cơ đã xuất hiện tràn lan. Trên các hội nhóm của người Việt Nam tại Nhật Bản thì nhiều bài báo giao bán vé được đăng tải. Tuy nhiên thì các tay phe vé đã mua số lượng lớn lên đến 200 vé khu vực khán đài cuối của sân, hạng mục 5 của sân Saitama với giá cao gấp 3 lần. Theo niêm yết trên cổng phát vé của GFA thì giá vé gốc của các vị trí này khoảng 3.200 yên một vé và 3.700 yên vé mua trong ngày diễn ra trận đấu, tức là khoảng từ 630.000 cho đến 730.000. Nhưng cánh đầu cơ đã bán lại với giá 9.000 yên, tức là hơn 1,7 triệu đồng. Với 200 vé thì những người này có thể lời khoảng đến 1,2 triệu yên, tức là hơn 230 triệu đồng. Dù có tặng kèm theo áo đỏ sao vàng, nhưng khó có thể ai chấp nhận được cái giá như thế này. Tuy nhiên thì đây chưa phải là con số rẻ nhất. Trên một số chuyên trang bán vé chợ đen Nhật Bản, có người bán lại với giá cao gấp 5 lần, mức giá là 15.000 yên một vé, và đây là giá đã giảm. Mức giá ban đầu đưa ra là 24.800 yên. Có 15 mệnh giá vé khác nhau, bao gồm cả giá vé học sinh, sinh viên và người khuyết tật. Thấp nhất là 1.000 yên một vé, tương đương khoảng 200.000 đồng. Đắt nhất là khu vực Premium, giá 15.000 yên một vé. Hiện tại thì tuyển Việt Nam đã không còn mục tiêu đi tiếp trận đấu cuối cùng trước tuyển Nhật Bản. Vì thế mà hứa hẹn là lúc đoàn quân của HLV Park Seo chơi cởi mở hơn. Như đã biết là ở trận lượt đi thì trên sân Mỹ Đình, Việt Nam cũng đã chơi rất tốt khi khiến cho ông lớn châu Á Nhật Bản phải chật vật mới có được bàn thắng duy nhất nhờ công của Ito. Lần tái đấu này thì tuyển Nhật dự kiến là sẽ không có ngôi sao phòng ngự hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Arsenal là Tomiyasu do chưa bình phục chấn thương. Huấn luyện viên Moriyasu của tuyển Nhật dự kiến là sẽ tập trung nhiều cầu thủ hơn con số 23 cái tên như các lần tập trung trước, để có nhiều sự lựa chọn trong trường hợp mà các trụ cột gặp chấn thương hoặc là không đảm bảo về thể lực do di chuyển từ châu Âu về. Dù vậy thì với đẳng cấp cao, phong độ ổn định, toàn thắng 5 trận gần đây, cùng quyết tâm giành vé với ngôi nhất bảng thì các Samurai xanh không dễ để cho tuyển Việt Nam chơi bóng. Hiện tại thì tuyển Nhật đang đứng thứ 2 bảng B với 18 điểm, kém tuyển Ả Rập Sút 1 điểm. Trận đấu giữa Việt Nam và tuyển Nhật sẽ diễn ra vào lúc 17:35 ngày 29 tháng 3, nhưng trước đó thì các chiến binh sao vàng sẽ tiếp tuyển Oman trên sân nhà vào lúc 19 giờ ngày 24 tháng 3. Tuyển Việt Nam của chúng ta chuẩn bị hội quân cho hai trận còn lại tại vòng loại World Cup, nhưng thầy Park thực sự hiện vẫn đang đối mặt với rất nhiều thách thức. Không lâu sau khi HLV Park Seo công bố danh sách tập trung chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup gặp Oman và Nhật Bản, tuyển Việt Nam đã phải nhận những tổn thất đầu tiên về lực lượng. Thủ thành Tấn Trường, người vừa khỏi Covid-19, chưa lâu bất ngờ tái nhiễm khiến cho ông thầy ngàn quốc phải lâm một tình thế khó khăn. Chưa hết, đến Tô Văn Vũ, anh cũng không thể lên tuyển Việt Nam bởi lý do tương tự, cũng ngay khi vừa mới được gọi tập trung. Dù rất hy vọng sẽ không đối mặt với vấn đề tương tự, nhưng rõ ràng rất khó nói trước khi ai cũng thấy là dịch Covid-19 đang càn quét V-League nói riêng hay ở Việt Nam nói chung, nên khả năng mất người sát ngày thi đấu là rất lớn với tuyển Việt Nam. Cái khó cho chiến lược gia của tuyển Việt Nam vào lúc này vẫn nằm ở việc là V-League chỉ có thể đá ít vòng, nên tìm người thay thế một cách tốt nhất thực sự là rất khó khăn. Âu lo lớn nhất đối với thầy Park vào lúc này vẫn nằm ở câu chuyện là phong độ của các tuyển thủ sau những gì đã thấy suốt 4 vòng đấu đã qua tại V-League. Nói xuống dốc thì cũng không hẳn, nhưng để đảm bảo rằng là tất cả 28 cầu thủ vừa được gọi lên đội tuyển Việt Nam tham dự các trận đấu cuối tại vòng loại World Cup đảm bảo phong độ đỉnh cao thì chắc chắn là chưa. Nhóm cầu thủ từ Hoàng Gia Lai có thể thấy, ngoại trừ trường hợp Công Phượng vừa ghi bàn trở lại bằng cú đúp vào lưới Viettel, thì những Văn Toàn, Tuấn Anh hay Xuân Trường thực sự là không ổn về chuyên môn lẫn nền tảng thể lực so với những kỳ vọng từ ông thầy người Hàn Quốc. Đánh giá một cách tổng thể, không phải tất cả đều bất ổn, bởi là sau 4 vòng đấu đầu tiên thì ít nhiều Hoàng Đức vẫn cho thấy đẳng cấp của mình, hay Văn Đức cũng bắt đầu tìm lại cảm giác hứng khởi ngày đầu mùa giải mới. Tiếp đến là Tiến Linh. Nhưng thực sự là chỉ như thế thôi chắc chắn sẽ là chưa đủ.
Bởi rõ ràng là chiến lược gia người Hàn Quốc muốn nhiều hơn thế trong thời điểm muốn kết thúc vòng loại thứ 3 World Cup 2022 một cách mỹ mãn nhất. Cụ thể là chúng ta cần một trận thắng nữa trong các cuộc đối đầu với Oman và Nhật Bản. Trong vòng 10 ngày trước khi có trận đấu trên sân Mỹ Đình gặp đại diện Tây Á ngày 24 tháng 3 Oman, buộc thuyền trưởng tuyển Việt Nam phải kéo phong độ của các học trò trở lại. Đây rõ ràng là nhiệm vụ thực sự là không hề dễ dàng. Chưa nói đến việc là phải thử người mới hoặc một vài gương mặt mới vừa trở lại như Tuấn Hải, Hải Huy. Ngay cả việc cải thiện hiệu suất cho hàng công cũng đã khó rồi. Chính bởi vậy mà hai trận cầu tới đây dù rất muốn nhưng rất khó tin là tuyển Việt Nam hoàn thành mục tiêu hoặc là chiến thắng tưng bừng như từng thấy trước Trung Quốc hồi đầu năm. Các bạn thân mến, trên đây là bản tin bóng đá trưa ngày hôm nay 13 tháng 3. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.